Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại Nhã đang ở thành phố Nha Trang, chỗ này gọi là Vĩnh Thọ đó. Ở cái khu vực này á vị, những cái quán mà hải sản nhậu á nhiều lắm đó, vị thấy không? Hải sản Dũng Sương đó, hoành tráng ha. Đó, bây giờ Nhã sẽ chạy vào trung tâm của thành phố Nha Trang ha, và cố gắng ghi hình cho cô chú anh chị xem. Đi thôi cô chú anh chị ơi. Thành phố Nha Trang năm 2018. Wow, đây nó quảng cáo gì, tháp bà Bonaga nè. Nó có lẽ chút nữa ha. Đó, khi mà có thời gian nhiều hơn sẽ đi theo cái con đường đó và ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Ồ, đẹp quá quý vị ơi. Cảnh ở trung tâm thành phố Nha Trang. Đó. Ngay đây có cái đường gì là đường Cù Huân, giao nhau với đường Phạm Văn Đồng. Đó, vị thấy không? Dễ thương quá ha. Đẹp lắm. Wow, dễ thương quá quý vị ơi. Chón ha. Công nhận Nha Trang bây giờ thoáng và đẹp quá. Nhìn đã đời hả vị. Đó vậy, thấy không? Cảnh ở Nha Trang ha. Wow, đẹp quá. Chạy xe tiếp thôi. Công nhận đó vị, ở Nha Trang ha, sau 3 năm quay trở lại thì Nhã nhìn thấy nó đổi thay nhiều quá. Nó đẹp hơn xưa ha, rồi nhiều cái tòa nhà này nọ mọc lên, nhìn ngỡ ngàng luôn đó quý vị. À thì ôi, sao mà nó có thể đẹp được như vậy ta, đã quá ha, đã ghê vậy đó. Đó vậy thấy không? Vào cảnh xung quanh đây ha. Wow, một chiếc xe ô tô 77 ha, cũng đi xuống Nha Trang này chơi. À, bởi vì phố biển mà quý vị, nó đẹp quá nên ai cũng thích hết trơn hết trọi á. À thì phố biển Nha Trang, các vị thấy không? Đã đời ha. À thì rồi đi tiếp thôi. Vào cảnh buổi sớm, ai cũng tất bật hết ta. Em bé cũng đi học nữa vậy. Đã ha. Mẹ chở con đi học ở phố biển Nha Trang, rất là mát luôn. Cái chỗ này là cái gì đây, viện Pasteur nữa vậy. Nó ở Nha Trang có một cái chỗ gọi là viện Pasteur ha, trong đây nè, ở viện Pasteur ở trung tâm của Nha Trang đây rồi. Các vị thấy không, cái khu vực này ha là viện Pasteur, và xin này nọ đó vị, đẹp quá ha. Ok, rồi đi tiếp nha. Mỗi chỗ một chút xíu ha. Đó. À, đi tiếp thôi. Ngỡ ngàng hả vậy? Ngỡ ngàng phố biển Nha Trang. À thì các vị thấy không? Thích ghê ha. Thành phố biển. Wow, có lẽ sau này đó, nếu mà điều kiện của Nhã ổn hơn ha, mỗi năm Nhã đi ra ngoài đây chơi một lần đó. Chứ ở đây bây giờ đó vì nó thay đổi nhiều quá nên là mình cũng ngạc nhiên lắm.
nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên, khách nước ngoài thì càng ngày càng nhiều ha, mà chắc nhiều nhất là khách Trung Quốc quá. Dạ. Quý vị thấy không, khách sạn quá chừng luôn. Sài Gòn, Nha Trang, khách sạn. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Rồi ha, khách sạn người ta Sheraton Sài Gòn đó, cái chỗ mà ô trắng á, một cái tòa nhà ha. Wow, đẹp quá quý vị ơi, nhìn sướng mắt ghê vậy đó. Wow, đẹp quá hả quý vị, phố biển rất là thích luôn, nhà cao tầng ở đây ha. Đây là khách sạn Intercontinental nha, khách sạn Intercontinental. Wow, không biết cái khu vực ha Tháp Trầm Hương thì còn xa nữa hay không. Đây là số 36 Trần Phú, 36 Trần Phú đó vậy. Những khách sạn sang trọng ha, Hồ Nhã chắc không dám book ở đây để mà ở đâu quý vị ơi. Nhã có book một khách sạn nhưng mà nằm cách đây khoảng chừng đâu 2 cây số. Cái khu vực này á, view ngắm biển thì phải nói là đẹp thiệt, nhưng mà tốn tiền ha. Chắc còn nhớ nghĩ chắc 500 1 triệu là giá bình thường ở cái khu vực này đó, vì có view biển á. Wow, tới cái chỗ Tháp Trầm Hương rồi nè. Mừng quá ha, cuối cùng cũng quay về được trung tâm. Bây giờ đi dạo một vòng hả vị, xung quanh đây. Dạo một vòng xung quanh đây ha, rồi quẹo lại nghe chỗ Tháp Trầm Hương. Nhà có hẹn với một người em gái ha, quê ở Nha Trang. Em gái nó sẽ dẫn Nhã đi xung quanh đây và ghi hình tiếp cho cô chú anh chị xem những cái cảnh á mà ở Nha Trang, thổ địa Nha Trang chỉ đường đi đó vậy. Cũng như là có thời gian thì đi ăn uống ha, những cái món ăn đặc trưng ở phố biển. Có lẽ quẹo qua nhà chỗ này hả vậy. Đông quá ta, xe đông thế. Wow, xe đông thế. Rồi giờ nhà xin chờ lượt ha, nhà xin đường thôi. Qua đường hả vậy. Ok, nó mừng quá ha, mừng quá. Đây là được chỗ Tháp Trầm Hương ở đây. Tháp Trầm Hương đó. Có lẽ là chạy lại chỗ Tháp Trầm Hương ha, cho cô chú anh chị xem. Đẹp quá. Có con hồng không? Lấy hồng. Đó, vậy thấy không? Tháp Trầm Hương đây rồi. Rất là đẹp luôn hả quý vị. Wow, tuyệt vời. Nha Trang bây giờ đẹp quá quý vị. Wow,
ngay đây là ngay chỗ quảng trường ha. Đó, cái tháp Trầm Hương cận cảnh á. Rồi, Nhã cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Nếu mà thích những cái video của Nhã thì cô chú anh chị coi như là nhấn theo dõi cái kênh ha, nhấn subscribe để mà nhận được video mới nhất nha. Ok, rồi, cảm ơn và bye bye cô chú anh chị.